Em Nhân chào cô chú anh chị. Sau lưng em Nhân đang là chiếc Innova Cross phiên bản Hybrid. Thì bữa em có báo giá cho anh chị mình chiếc này rồi. Thì nhiều anh chị mình ở tỉnh cũng hỏi em Nhân. Thì ngày hôm nay một lần nữa em sẽ cập nhật lại cái giá lăn bánh tại tỉnh cho cô chú anh chị mình luôn. Nếu được chiều nay 4:30 liên hệ em Nhân nha. Anh chị cô chú mình coi video cho em Nhân xin một cái đăng ký kênh, một cái like nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, đầu tiên thì em muốn chia sẻ với cô chú anh chị mình chiếc xe Innova Cross phiên bản Hybrid này là có sẵn nha, màu bạc nha anh chị, giao ngay không cần phải chờ đợi gì cả. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có thiện chí muốn sở hữu thì cứ tới chỗ em Nhân là Toyota An Thành Fukushima số 15 đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Dạ thì xe này bên em sẽ bán được ở Hồ Chí Minh nè, ở Long An nè, rồi các tỉnh chưa có đại lý Toyota, ví dụ như ở miền Tây mình thì có Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh đó, còn ở trên này thì hầu như là có đại lý hết rồi, riêng tỉnh Lâm Đồng là chưa có đại lý chính hãng của Toyota đó. Thì anh chị cô chú mình quan tâm dòng này thì nhắn em Nhân biết nha anh chị nha, có sẵn. Dạ rồi, thì giá lăn bánh của em này như thế nào? Thì thường video em Nhân em hay báo cho anh chị mình là lăn bánh Hồ Chí Minh là 1 tỷ 114 triệu. Còn nếu mà cô chú anh chị mình lấy biển ở tỉnh, đặc biệt ví dụ như tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu gì đó thì tầm khoảng là 1 tỷ 097 triệu. Thì xin nói rất rõ, giá này là giá lăn bánh anh chị ha, có biển rồi thì anh chị mình có thể tham khảo. Thì cái giá này là chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm hai chiều anh chị đó. Thì cái hiện tại cái xe này thì chưa có chương trình khuyến mãi đâu anh chị ha, bán đúng giá đó, thì vẫn chưa có trang bị cho anh chị mình phim cách nhiệt, chạy sàn, cam hành trình gì đâu đó. Xin nói rất rõ, quan điểm em Nhân là nói rất rõ, thì cái này được thì anh chị mình ủng hộ em Nhân đó ha. Innova Cross phiên bản Hybrid, cô chú anh chị mình lấy ngay thì có màu bạc, còn màu khác thì đợi qua tháng 12 giùm em Nhân. Giá thì em Nhân báo rõ ràng rồi anh chị ha, 1 tỷ 114 triệu là ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là 1 tỷ 097 triệu. Dạ xin nói rất rõ là như vậy nha anh chị nha đó. Còn riêng nếu anh chị mình lấy màu trắng ngọc trai thì cộng thêm 8 triệu đó, thì anh chị mình cũng biết rồi, màu trắng ngọc trai của Toyota trên các xe thì thêm 8 triệu đó. Thông tin với anh chị mình nha, Innova Cross thì bữa giờ cũng nhiều anh chị hỏi em Nhân lắm, đặc biệt là các cô chú anh chị mình ở tỉnh á, thì cũng khoái em này. Một dòng xe rất là hot thời điểm hiện tại, em Nhân nghĩ là nếu mà có xe nhiều là sẽ bán rất là nhiều, đặc biệt là cái phiên bản máy xăng. Rất tiếc là hiện tại máy xăng bên em Nhân hết xe, không còn nữa, chỉ còn phiên bản Hybrid thôi đó. Thì phiên bản Hybrid thì nó sẽ cao cấp và đẳng cấp hơn cái phiên bản máy xăng, tuy nhiên thì cái giá thành nó cao. Phiên bản máy xăng chỉ có 810 triệu thôi, thì lăn bánh đâu đó tầm khoảng cỡ 900 đó, còn đối với xe này thì tới 1 tỷ 097 triệu, coi như là nó gần 200 triệu. Thì anh chị mình cũng cân nhắc đúng không ạ? Tuy nhiên thì xe mình được trang bị những cái option cao cấp hơn, ví dụ như là gói an toàn Toyota Safety Sense, ghế thì được ghế chỉnh điện, nhưng mà 7 ghế thôi nha, không có 8 ghế như phiên bản máy xăng. Được trang bị công nghệ Hybrid, rồi có cửa sổ trời toàn cảnh. Đó. Thì nhiều Hybrid thì nhiều anh chị mình cũng rất là lo, tại vì em Nhân nghĩ cái vấn đề cốt lõi đây là anh chị cô chú mình là chưa có nhiều trải nghiệm á, cho nên là mình lo lắng. Thì anh chị mình an tâm đi, tầm khoảng 1-2 năm nữa thôi, cái công nghệ này nó phổ biến ở Việt Nam mình là chạy đầy đường anh chị. Hiện nay Vinasun họ còn dám đầu tư xe này để chạy taxi mà. Mà nói tới đây cũng như anh chị vui, Innova không thể thoát nổi cảnh chạy taxi hả anh chị. Thì anh chị mình biết rồi, những cái đời trước chạy taxi rất là nhiều, nghĩ là Innova Cross ra mắt sẽ thoát khỏi cảnh taxi, nhưng mà cuối cùng vẫn được Vinasun lựa chọn để chạy taxi. Thì nó vui một tí xíu thôi anh chị. Thì thật sự thì Hybrid thì nó vẫn là một cái gì đó nó hiệu quả ở thời điểm hiện tại anh chị, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành chi phí nó khá là ổn anh chị. Dạ thì ngoài cái Innova Cross Hybrid thì hiện tại em Nhân đang có sẵn là cái Innova số sàn nè anh chị, sẵn thì quay giới thiệu cho anh chị mình luôn. Thì anh chị mình tham khảo những dòng này thì lưu ý nha, thì em Nhân cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà phải nhắc anh chị mình để mình biết, mình tranh thủ, còn có 20 ngày nữa thôi anh chị, 20 ngày nữa thôi là hết cái giảm lệ phí trước bạ của chính phủ mình nha. Đó, thì em này hiện tại em Nhân đang có sẵn màu đồng giống như anh chị mình đang coi nè. Ở lăn bánh ở Hồ Chí Minh là 793, còn ở tỉnh là 776 đó. Thì cái này anh chị mình cần thêm thông tin thì nhắn em Nhân nha, có màu trắng với là màu bạc nữa nha. Anh chị nào thích màu nào thì nhắn em Nhân biết, đó là xe lắp ráp. Còn mấy dòng Veloz thì giờ cũng còn 1-2 xe thôi anh chị, giờ em cũng không biết báo anh chị sao nữa về màu, tại vì nó không có đa dạng, nó không có đa dạng, cho nên là anh chị cô chú mình nếu mà thật sự muốn mua dòng Veloz thì cứ gọi cho em Nhân đó, em báo cái thời điểm đó cho nó chính xác. Bây giờ thì em thấy giá nó cũng lộn xì ngầu hết trơn, ngày này giá này mai giá khác, rồi báo bữa nay có xe là mai hết xe tùm lum hết. Thì thôi, cái này là hữu duyên anh chị đó, khi anh chị mình có thời điểm mình cần chốt xe thì cứ nhấc máy gọi em Nhân.
em báo chính xác cái thời điểm đó luôn anh chị ha. À cái chiếc Yaris hôm qua nè anh chị, màu cam hôm qua mới mới lên rồi xong mà mới đăng video thì đã bán rồi, thì chú trong video em nhân quay là mua luôn anh chị, màu cam nè, không giao dịch nữa nha. Anh chị nào mua thì còn xe mới thôi, và cũng rất là nhanh. Chú cũng tình cờ thôi lên coi xe mới, nhưng mà thấy xe này ok chốt luôn anh chị. Dạ, đã hữu duyên anh chị ha. Còn Cola Cross nè anh chị, bản máy xăng thì em nhân còn trắng, còn xám xanh, còn xám xi măng, còn màu đỏ. Dạ, rồi đầu tháng 12 thì có màu đen, 882 triệu, lăn bánh Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh thì khoảng 865, chưa bảo hiểm nha anh chị nha. Xin nói rất rõ, và cái này là đã giảm 50% lệ phí trước bạ rồi, giá này chưa bảo hiểm nha, em làm là báo maximum rồi, tặng thêm phim cách nhiệt, trải sàn, cam hành trình thôi anh chị. Đó, anh chị mình tham khảo nha. Còn cái Cola Cross phiên bản hybrid anh chị thì em nhân chỉ còn màu trắng thôi. Đó, lăn bánh Hồ Chí Minh hiện tại là tròn tỷ anh chị. Còn nếu mà ở tỉnh là 984 triệu, 984 triệu, màu trắng nha. Còn cái màu xám xi măng này còn phiên bản máy xăng anh chị. Đó, thì anh chị mình coi ha, em cập nhật liên tục. Hiện nay thì em thấy là ký nó cũng nhiều anh chị, tại vì mấy anh chị em bên em ký cũng khá nhiều. Bữa nay còn xe, mai hết xe, các kiểu tùm lum hết. Đó thì thôi, hữu duyên anh chị ha. Anh chị nếu mà đúng nhu cầu thì cứ cho em nhân hay, em báo thời điểm đó cho nó chính xác. Còn cái Toyota Rise này thì nhiều xe anh chị, nhiều màu lắm. Anh chị thích màu trắng có màu trắng nguyên xe, hoặc có trắng nốc đen. Anh chị có thích màu đỏ thì có màu đỏ nguyên xe, đỏ nốc đen. Anh chị thích màu xanh ngọc lam nốc đen cũng có, màu vàng cũng có. Đó thì lăn bánh em này 571 triệu, màu trắng ngọc trai luôn nè anh chị. Còn nếu mà ở tỉnh là 554 triệu anh chị, màu trắng ngọc trai giống như trên hình anh chị nè, có sẵn và giao ngay nha. Một xe nhỏ gọn. Thì cái này em cũng xin chia sẻ thêm thôi, nếu mà cô chú anh chị mình đang quan tâm dòng Vios á, đây Vios á, thì hiện tại Vios nó đang rất là hiếm hàng, hầu như là không có luôn. Thì cũng xin chia sẻ là anh chị mình nếu mà mua một chiếc Vios G thì cũng ngang với lại một chiếc Vrai thôi anh chị. Đó thì ví dụ trong trường hợp mà mình mua Vios mà hết hàng, mình có thể nghiên cứu em này thử, tại vì nó cùng giá tiền. Thì cái quan điểm em nhân là vậy nha, ở góc độ là cùng giá tiền, còn nhu cầu như thế nào đó thì mình phải cân đối lại phù hợp hay không nữa. Thì em muốn là cho anh chị mình có một cái sự tham khảo thêm đó, có một cái sự tham khảo thêm nha cô chú anh chị. Càng ngày càng gần hết xe anh chị. Mỗi buổi sáng em nhân lên công ty là hay coi kho xe đó, thì thấy càng ngày càng vơi đi, nhưng mà đầu tháng giờ em nhân bán cũng chậm anh chị. Mới ký được có một chiếc bán Fortuner về Đồng Nai. Dạ, còn mấy anh chị nào nếu mà có nhu cầu thì ủng hộ em nhân nha, cũng đang đuối số quá đang đuối số đó anh chị mình coi ha. Cần thêm thông tin thì cứ nhắn em nhân biết nha anh chị. Vài ngày tới thì cũng còn một số xe qua sử dụng nó chuẩn bị về, thì thôi qua tuần đi, nó dọn rửa xong em quay cho anh chị mình coi. Cảm ơn cô chú anh chị mình, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.